Hà Nội Sky Group, tiền thân là Hà Nội Sky Team, thương hiệu uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm, luôn được khách hàng đối tác đánh giá là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức tour kết hợp với team event tại thị trường miền Bắc. Hà Nội Sky Group là nơi hội tụ, kết nối của ekip nhân sự có tâm và đủ tầm để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giá cả đa dạng, hợp lý, phục vụ khách hàng xa gần. Đặc biệt, với thế mạnh về du lịch nhiều năm, công ty tập trung phát triển thương hiệu Hà Nội Sky Tour, thương hiệu tour cao cấp dành riêng cho khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, từ đó góp phần tạo nên những hành trình ấn tượng trong mỗi chuyến đi. Thị trường du lịch Đông Bắc Á đang ngày càng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, thì Hà Nội Sky Tour chủ trương là đa dạng hóa sản phẩm bằng cách là xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới và đa dạng hóa hàng không, mở thêm nhiều đường bay mới, đường bay bay thẳng đến một số tuyến là chưa có đường bay. Trong hội chợ VITM sắp tới thì Hà Nội Sky Tour có nhiều chùm tour là giảm giá đến 30% dành tặng cho khách hàng. Hiện tại Hà Nội Sky Tour đã khẳng định được vị trí và chiếm nhiều ưu thế trên thị trường du lịch với các tuyến đường xa như châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và châu Phi. Trong hội chợ VITM sắp tới thì chúng tôi cũng có những chính sách kích cầu giảm giá du lịch tới khách hàng, và đặc biệt trong hội chợ chúng tôi đã tung được ra các sản phẩm mới hot dành cho các khách đi trong dịp hè năm nay như các tuyến Balkan và các nước năm tư cũ. Trong tương lai, Hà Nội Sky Tour hứa hẹn sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết của mọi du khách trên hành trình khám phá thế giới.